đâu, vô luôn. Chết. Đặt cái gì? Ủa ngon bự không? Tao mấy chuyện cho thằng vàng. Tao đang vô nữa kìa. Chết.
hôm đồ có đi không? Hay quá vậy ơi. Nếu mà nói có hàng thì quá. Tính 8 không ạ. Nữa. Cũng ngon ghê lắm, cũng ngon. Chút kỳ vậy Minh. Dễ mà không luôn rồi được rồi. Không ngon là mất hết nửa quên rồi. Yeah.
quá. Đá kìa, đá kìa. Đánh lên rồi. Chút không? Chút chậm. Trời ơi, vô luôn. Xíu nữa mình ơi. Vô chơi đi. Hai người kìa. Vô chơi đi, vô chơi đi. Xíu nữa ơi, Sang ơi. Chào. Giờ ai gọi nữa ơi. Đúng không, chân dài quá. Đúng không, hay quá. Trời ơi, đúng không, hay quá vậy. Đúng không, bay như chim vậy đó. Đúng không, dữ quá. Đúng không. Đúng không, hay mà, đúng không, mày ghê lắm. Cao 1m9. Thôi hay quá mình ơi. 2-1. Vàng vàng, minh vàng, kim phúc vàng. Vô đó gặp về đất biển cự, mấy ba trái này về đất bự lắm chứ nó nhỏ đâu. Vô đó gặp về đất biển cự, gặp có cái hẻm đó vô. Tới vậy tới những ăn cừ hỏi người ta được rồi. Nguy hiểm quá. Trời ơi, nhà sách Nguyễn Văn Cừ mà không biết nữa. Vô anh nói vô chừng 500-700 mét anh dòm nhà sách Nguyễn Văn Cừ để đó. Đó giờ giờ chắc cũng 20 phút, 15-20 phút. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ơi. Trời ơi, bể lên bốn mươi. Này có gỗ hồng viên quá trời ta. Lớn mày trời. Lớn rồi đó mày. Nhặt vô à? Nếu như cái chân này hẹp quá, nó làm mi quá. Hẹp không? Nó không đủ bề ngang. Bề dài đủ. Hai vàng luôn. Em vô làm cho đủ. Nhưng mà mấy tấm nó ngon ha. Bên cái này tấm. Đục, ghê thiệt. Từ đi, đè thẳng đi. Nhiệt độ chậm lại đi, đè thẳng đi. Từ từ thôi. Quán kìa. Còn đó, lên luôn, lên luôn, mày lên mày đó. Xúc luôn. Ừ, đó. Hay quá, cái nữa, qua đây là chuyện sớm nè. Chuyện sớm kìa. Chậm rồi, chậm rồi, chậm rồi. Quan đá không đi bị đá đâu. Quan quan này đây cũng quan nữa, hai tên quan hết đó. Nè mi nè, mi nè. Đục. Ghê vậy. Ăn phút. À vô 4 năm trái thì chụp cái chụp liên hệ vậy. Đúng không, ghê quá. Đồ thắng nè. Bật lại thắng ơi. Nè mi nè, mi nè. Nè mi. Sơn kìa, sơn kìa, sơn bóng kìa. Đó. Chạy. Còn đó. Sơn liền chạy. Đồ ghê vậy. Đồ dữ sợ gì nữa. Thủ môn mà bao sân luôn á. Bạn thắt trái luôn nha bạn. Chết không? Thủ môn mày ghê lắm. Giờ đông rồi đó, đông hơn mình rồi đó. Có hai thằng hay hay bữa hổm không mình? Hai thằng đó ghê lắm. Chết. Ừ, hay quá, thắng ơi. Kia là Hữu Môn Phúc. Đâu đâu bật cờ mấy ơi nè, nè nè mấy nè, đó qua kìa. Má đó lên, lên. Rút luôn á kìa.
đi. Quang nè, Quang Sơn. Mày đó. Anh cũng nguy hiểm lắm chứ hả, vậy như vậy. Bây giờ ngon quá, ngon quá, hay quá. Bốn một, Hoàng hai trái, vàng Minh trái. Ờ, được rồi, được rồi. Nam và anh Thành là nào? Không, không. Quang. Vậy Nam Thành là hai anh em không ạ? 41 bạn ơi. 41 anh. Con gái của anh nè. Dưới hấu là nhiều lắm bạn ơi. Có. Anh đưa gà đá ra đó, nó bỏ mấy gà cỏ mắc đó là anh đưa gà đá ra qua bạn ơi. Thua không đưa gà đá vô rồi. Có mang theo bội gà theo không? Có mang bội theo không á? Bạn ơi, khi nào đem bội ra nha. Đem bội gà với chi vậy Minh? Đem bội gà được banh em ơi. Gì? Sao? Tôi nữa kìa, tôi bằng được bằng một cuộn cái cùi luôn đấy. Bằng bằng cái cùi đó nghe là mọi người thấy dữ luôn á, cùi luôn đấy không? Cùi là cái gì? Cùi bằng cua cùi đó. Bằng một cuộn mà đá banh thôi, đâu cua đâu anh. Thiệt ơi, không được là ấy nghe em đùng chiếc banh ghê vậy. Vậy đâu vậy? Rồi. Kẹt hay quá. Ô, hay quá. Ba bạn ơi hay quá. Cái đá đây còn mua ba. Bạn mua được bò ăn bò dưới đó bạn ơi. Hay quá. Vậy luôn dạ, đó dạ. Không rồi dạ. Đó. Nhẹ quá vậy. Lên không? Chạy luôn không? Dạ nghe mặt dạ nghe dập dạng. Nó hay quá. Hay quá vậy ơi. 5-1. Chút vô vô đá cái ơi. 5-1 rồi. Vàng hai trái, Quang hai trái, Minh trái. Chia là Hữu Ngô Phúc một trái. Mình nên mai làm đội trưởng không ta? Lúc dạ. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Chậm quá em ơi. Chậm quá.
quá, chậm quá. Minh này chặt quá hả? Vàng không thấy vàng không đéo tiền đủ á. Cầm đá. Trời đúng. Kêu cái gì? Ồ, Hoàng hay quá anh Hoàng. Minh, Minh khăn Hoàng đỏ lụm đâu rồi Minh? Băng đội trưởng lụm đâu vậy? 42 ai rồi em luôn mày ơi. Chết rồi tu ghê thiệt. 53 em mày số mấy vậy? Số 10 luôn. Số 10 tên gì vậy? 53 rồi. Đừng có lơ là quá nha. Hay. Trời ơi, đó mình ơi đâu hãy luôn mình gót luôn á nãy. Đuôi ra liền. Đúng rồi ra. Ghê quá. Phá luôn rồi Sơn ơi. Cái gì vậy? Phá bỏ luôn. Phá nguy hiểm luôn. Hãy ra mình ơi. Quang đi hai bàn luôn. Trên chạy xuống mà con dân cũng nằm rồi. Cho uống một uống nước cái. Nhấn lên. Chết rồi. Hay quá. Chết. Mặt đó hơi sẹt á. Mày lôi đằng sau mày Thông ơi. Ba bàn luôn.
quay rồi kìa. Chỉ số 5 điều rồi, anh Quang ghi 3 bàn. Hay quá anh Quang, bữa nay chân tiền quá anh Quang ơi. Còn số 10 bàn, cũng không phút bàn. Anh em hậu khẩu kìa, hậu kìa. Chạy quá. À, chống gần sau lưng nha. Quang à, quang à, chống lỏng gì. Vậy đi, dễ dàng ơi, dễ dàng ơi. À, chết thủng hồn luôn. Dẻo chạy về á. Lại. Ừ. Ê. Sửa lại cái không? Nói đâu vậy? Đừng coi đâu, nói gì đó quá. Bây giờ đứng ngon đi sân ơi. Chụp lại. Thông ơi. Đúng rồi. Gì chết à? Đã sao vô được, cũng không bự lắm anh ơi. Cũng không mới hết nữa luôn rồi. Hay lắm á, cái bắt tay lắm. Dạ mình ơi. Nhanh lên vậy. Ông ơi bên kia, thằng ơi sau lưng thằng ơi.
lôi lôi lôi. Vô luôn hả Minh? Ghê vậy? Tấu đều nha. Tấu đều rồi. Giả thiệt chứ bộ. Vàng ơi, vàng ơi. Vậy. Lui kìa, lui kìa, kèm theo nó kìa. Vậy về liền Giang, vậy lui về liền Giang. Mất banh là lui về dầm liền. Trời, bên kia chống phật luôn. Anh lui xuống dưới kìa anh Minh ơi, em đứng trên đây rồi không cản ai vậy, cái thằng bên kia chống phọc kìa. Ủa? Nó suốt anh đu mà banh bọng luôn á. Chống phọc chết rồi. Áo đều. Số mấy ghi bàn vậy? Số 19 à. Yeah.
hả?